chưa? Em đã làm việc bình thường chưa? Dạ, em vẫn sinh hoạt bình thường. Vậy cho tới nay đã ẵm bế em bé gì được chưa? Em không dám chứ, được không? Được Được chứ? ạ. Tại vì em không dám dùng sức nhiều, lực nhiều, em sợ dục lực nhiều ở trong nó chưa có lành á. Không, vẫn ok mà. Bữa đó tiếc là cái lượng mỡ nếu mà sử dụng á thì chắc làm cho cái mặt tươi lên được khá là nhiều. Bác không nói, nếu nói là em làm luôn. Ghê. Thiệt, Làm luôn. hôm bữa là em chỉ là tính làm ngực thôi, cái chị tên gì, chị tư vấn là em chỉ hỏi là chỉ cắt cái đường mổ thôi, chị tư vấn là làm cái bụng, em làm luôn, ủi bụng em ủi Thật ra với cái công nghệ hiện tại đó thì em có thể là xử lý như vậy xong. Thì cái lượng mỡ lấy ra đó mình lọc dưới cái dạng tế bào gốc là xử lý cho cái khuôn mặt được luôn. Thì em. mình sẽ Trời, ok hơn nhiều. đâu có nói, em đâu có biết, biết em làm luôn rồi. Đây hả? Dạ. Ok, thì để sanh nữa đi. Không có sanh nữa đâu, hai đứa rồi, em đẻ mổ mà. Vậy hả? Nhà không có đẻ được ba đứa đúng Cái cảm nhận của em khi mà làm xong so với cái tưởng tượng của em á trước khi mổ thì như thế nào? không? Em cứ nghĩ rằng là nó chỉ bớt da thôi, nhưng mà giờ là cái eo em là thấy hoàn toàn là có eo ở đây nè. Kéo vô nhiều lắm rồi đó. Dạ, bởi vì em mới thấy là thấy hoàng có eo ở đây nhiều. Mấy cái quần cũ là có xỏ thử chưa? Chưa chưa dám bạn, em sợ. Mấy quần cũ thì chắc là nó sẽ rộng hết trơn rồi, tại vì Dạ. nó xuống khoảng hai 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 size đó. Dạ hai sai. Ừ, hai size đó, thành ra nó sẽ rộng hết trơn á. Em tưởng tượng trước mổ nó như thế nào? Vậy đau đớn hả bác? Hoặc là về tất cả những cái khác. Em là một. Em vô mổ em thấy hồi hộp lắm mà. Dạ đúng rồi, rất là căng thẳng. Chảy mồ hôi tay luôn mà. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Em là người rất là nhát, rất là sợ đau kinh khủng. Em có nghe bạn em nói là bạn em cũng có giới thiệu bác Kim, là ở đây em cũng lại nói là bác làm không đau. Nhưng thật sự là lúc mà em vừa mổ ra, cảm nhận của em là ngực là hoàn toàn không đau. Em có đụng thử luôn, nhưng mà không đau. Nhưng mà bụng á, cái phần bụng là tại vì kết hợp với body á, đau, đau y chang như là lúc em sanh bé vậy đó. Nhưng mà chỉ là đau đúng một ngày, cảm nhận là không hay em. Bó cái cơ lại mà bó nhiều lắm Dạ á. đúng một ngày, đau đúng một ngày, qua ngày hôm sau là em cảm nhận là bớt đau, nhưng mà còn hơi tức ngực, hơi tức ngực. Chị cứ kêu là em uống nước nhiều vô, thì em cũng cố gắng uống uống nước là vậy đó, rồi cũng bớt, nhưng mà nhiều khi nó cũng tức. Vậy hả? Dạ. Rồi còn dặn dò gì sau mổ nữa? À, Đừng có tụt cân. không có thuộc Vẫn tức là hiện tại bây giờ ăn thì không được nhiều nhưng mà cố gắng về ăn nhiều bữa, tức là không có dồn vô một lúc để ăn, để đừng có dạ tụt cân. Tụt cân nữa thì nó sẽ không không hay lắm. dạ tại vì lúc nào cũng nịch bụng á, em không có cảm giác đau. Do một phần là nịch bụng ha, nhưng phần lớn là do mình ép cái áp lực ở trong của cái cơ, bụng á, của cơ thẳng bụng á. Do vậy cái áp lực đó nó làm cho em không có cảm giác muốn ăn, Dạ. nhưng mà nên ăn chút 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 liên tục thì để cho giữ cái cân nặng nó đừng có bị tụt xuống. Dạ. Bởi vì khi nó tụt xuống á, cái mô che phủ phía trước của cái tuyến á, của cái túi á, nó không có được đầy đặn được Dạ. ha. Rồi Em sẽ cố gắng ăn. Chuyến còn đi này làm cũng đi lại làm. là vào lúc nào? Dạ em thì chỉ là nội trợ ở nhà không à, giữ bé thôi à, chứ ảnh đi làm. Ok rồi, không có lo nữa ha. Dạ. Vấn đề còn lại là bây giờ cũng trong cái việc là giữ gìn đừng có khiêng vận động gì quá, có thể thỉnh thoảng ẵm em bé được rồi. Dạ. Vẫn mặc cái đồ định hình ha. Dạ. Rồi Mặc tới khi nào vậy bác? về cái vùng bụng thì khoảng 16 đến 18 tuần á, Dạ. còn về cái vùng ngực thì khoảng tầm 10 tuần, Dạ. 2 tháng rưỡi. Khoảng trước đây khoảng tầm 2 ngày, 3 ngày em có đi đám cưới, em cũng có tháo ra, em cũng có mặc áo ống. Nhưng mà bạn bạn em bạn học hồi lúc trước á, là gặp lại thì lại nói là nhận không ra em. Có vài bạn là lâu lắm rồi, 10 năm rồi không gặp, nhìn không ra. Nói là lúc trước em mập, mập và giờ eo ra eo, ngực ra ngực. Nói em vậy đó. À, mà là cũng là mặc vô cái đầm là thấy eo quá trời luôn. Lúc đó em không mặc áo định hình luôn á.
Đó. Nói từ từ giờ bạn khai ra là có, thành ra là bây giờ phải dằn lại nha, dằn hai cái đai ở trên lại đó. Dạ. Ừ. Tại vì không trước còn lúc còn trong nằm viện á, em có hỏi là bữa đó em đi đám cưới vậy rồi có tháo ra được không? Được. Dạ, chị nói là tặng thêm cái áo ống. Ừ. Đúng mặc rồi. Vô rồi em mặc đồ bình thường. Ok. Bữa đó em cũng mặc đồ body. Cũng chữ thấy mà để nhớ là không có nhậu nha. Dạ không có uống rượu nha. Dạ không. Chắc chắn không? Dạ không có. Ừ. Dạ không có. Thì ăn dữ ha. Dạ. Rồi ok, như vậy thì qua cái phẫu thuật này kết hợp với làm cái bụng. Dạ. Em cảm thấy nó như thế nào? Cảm thấy khác trước hoàn toàn. Tại vì lúc trước em rất là tự ti về ngực của em. Vì sau sanh hai bé thì nó bị sa trễ á, rồi với lại không có đầy. Rồi với lại phần bụng á thì lại bị da trùng, bị trùng da. Nứt nữa. Dạ bị nứt nữa. Cho nên sau lần này em cũng thấy tự tin. Ok rồi phải không? Dạ. Em mốt diện đồ sexy lên. Thực tế á, là cái bụng á thì chờ đến lúc sanh con xong. Dạ. Nhưng mà nó cũng có, cũng chia sẻ với em là cũng có nhiều bạn tới đây nói là mà nếu để như vậy thì cũng không thể nào mà có thai được hết trơn, tại vì không có hứng để mà có thai. Do vậy thì cũng xử lý cái gì đó để cho các bạn lấy lại cái tự tin. Dạ. Ừ. Chứ cái bụng của em mà để xử lý hết cái đường rạn đó thì phải kéo một cái đường dài ra. Dạ. Ở đây mình cố gắng sử dụng cái đường mổ mini thôi, tức là dài hơn đường mổ bắt con một chút. Dạ. Ok. Còn cái gì để chia sẻ nữa không? Dạ không. Vấn đề còn lại là từ cái ngày thứ 15 đến cái, tức là sau 2 tuần cho đến tuần thứ 10 đó, là thể tích nó còn, thể tích của cái mô tuyến á, thể tích của cái toàn bộ tuyến vú đó, nó sẽ còn xuống khoảng từ 1/5 đến 1/4. Dạ. Tức là nếu em chia thành 5 phần thì nó xuống khoảng 1/1 á. Dạ. Vẫn tiếp tục cái việc là uống nước cho đủ. Dạ. Dấu hiệu bù đủ nước là cái môi nó không có khô. Dạ. Bởi vì khi bù nước không đủ, cái cơ nó căng á. Dạ. Thì nó sẽ làm cho khó chịu, đặc biệt là cái khối cơ lưng này nè. Dạ đúng rồi. Ồ, sáng ngủ từ dậy nha, em bật dậy không nổi luôn á. Ok. Là nó bị căng cơ. Thì bù nước cho đủ thì nó sẽ, dạ, không có cái chuyện đó. Và do bóp cái cơ thẳng bụng á. Dạ. Cho nên cái áp lực ở bụng nó đè lên cái dạ dày, nó làm cho em không có cảm giác phải đói, không có cảm giác muốn ăn. Dạ. Nhưng phải nhớ là ăn bây giờ là nhiều, chia thành nhiều bữa, ăn chút để giữ cho cân nặng mình đừng có bị tuột xuống. Dạ. Bởi vì tuột xuống là cái mô tuyến nó nhỏ lại, và như vậy cái sự che phủ của cái túi nó không còn đầy đặn nữa. À, là tướng ngực. Đúng rồi. Dạ. Ha. Tại vì dạ, cái túi của mình là cái vật liệu mà nó cần cái mô đệm ở phía trước che nó lại. Dạ. Thì khi mình gầy là cái mô phía trước nó bị ít lại. Dạ. Và như vậy nó che phủ không đủ, nó sẽ không hay. Vẫn nhắc tiếp là từ đây đến tuần thứ 12, 16 đó, mà nếu có đám cưới đó thì phải gọi chị Hòa. Tại vì chị sẽ hướng dẫn cái cách mặc đồ cho nó đúng. Dạ. Đúng đó nha, chứ không có nói đùa đâu đó. Dạ. Bởi vì trong cái thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm. Nhạy cảm là gì? Nếu như mà em mặc cái áo gì đó có gọng thì nó sẽ làm cho cái cạnh ngoài này dễ bị mớp nè. Dạ. Yeah. Ha. Thì phải gọi ở đây đi để bộ phận chăm sóc người ta hướng dẫn cho em cho nó kỹ. Dạ. Yeah. Hoặc ngay sau khi em trở về nhà sau tiệc á thì cũng gọi để cho người ta biết là lúc đó cái hình nó như nào, người ta hướng dẫn cho cái cách điều chỉnh lại. Dạ. Yeah. Ok ha. Dạ rồi ạ. Em cảm ơn ạ. Ok, chúc em luôn hạnh phúc và thành rồi, công. Cảm ơn bác. Ok, cảm ơn em. Yeah.